Có bao nhiêu bạn ở đây đang có tài khoản Facebook? Và gần như là 100% đúng không? Rồi, một câu hỏi khác. Có bao nhiêu bạn ở đây mình đang sử dụng một trong những ứng dụng over the top, ví dụ như là Viber, Zalo, Line, Tango, các loại? Và chưa nói xong hết là đã giơ tay rồi ha. Tốt. Tốt. Câu hỏi thứ ba liên quan tới một chút gì đó tâm linh. Bao nhiêu bạn ở đây tin rằng có thế giới bên kia? Thì cũng nhiều dữ vậy hả? Rồi, cảm ơn các em. Ngày hôm nay thì thầy được yêu cầu là mang đến cho các em một cái kiến thức rất là mới, nhưng thực ra cũng sẽ rất quen thuộc, chỉ có điều là mình thể hiện một cách khác thôi. Trả lời cho câu hỏi thầy vừa hỏi, ở đây hầu hết tất cả các bạn đều tin là có thế giới bên kia đó. Thì theo quan điểm của thầy, thực ra cái thế giới bên kia mà mình đang nói tới, nó có tồn tại, nhưng nó không tồn tại ở cái dạng mà các em đang nghĩ trong đầu đâu. Thầy tạm gọi nó là một cái cõi mà người ta hay gọi nó là cõi ảo. Cõi ảo là gì? Cõi ảo trên đó có cái gì? Và tại sao mà ngày nay rất nhiều cái dư luận khác nhau nhắc về cõi ảo, cũng như là nhắc về những cái hoạt động của chúng ta trên cõi ảo đó? Thì câu trả lời đầu tiên cung cấp cho tất cả các em ở đây, đó là mọi người có phải là thành viên của cõi ảo không? Thì với hai câu hỏi đầu tiên của thầy á, ai có những cái tài khoản liên quan tới Facebook, ai có tài khoản liên quan tới mạng xã hội, ai thường xuyên sử dụng các ứng dụng mà kết nối bằng hệ thống mạng á, thì những người đó đều đang là thành viên của cõi ảo. Tuy nhiên, mình là thành viên của cõi ảo, nhưng mình đã hiểu hết những quy luật của nó chưa? Và mình đã biết những cái gì rất là đặc biệt của nó chưa? Thì ngày hôm nay thầy sẽ cung cấp những cái điều mà mọi người thầy nghĩ là còn đang thiếu rất là nhiều. Câu hỏi thứ tư của ngày hôm nay nha. Theo các em, như vậy á, mạng xã hội là có ích hay có hại? Ai nói là có ích cho giơ tay lên? Ai nói có ích giơ tay lên? Số lượng cánh tay của mình có vẻ thấp hơn một chút. Ai nói là có hại đâu, giơ tay lên với thầy với. Và một số lượng cũng gọi là ngang ngửa ha. Rồi, bỏ tay xuống đi. Thực ra các em cứ lần ngược về lịch sử đi. Ngọn lửa kết cho con người không? Ngọn lửa kết cho con người, nhưng mà ngược lại nó có làm cho con người bị bỏng không? Cũng có luôn ha. Hay là vào khoảng thế kỷ 19, khi mà dòng điện bắt đầu phổ biến á, thì có rất nhiều người phản đối cái sự phổ biến của năng lượng điện. Các em có biết vì sao không? Tại vì đơn giản một chuyện là như thế này. Xưa tới giờ người ta dùng đèn dầu, người ta dùng các loại chất đốt á, rồi cho tới sau này người ta được sử dụng điện, thì người ta vẫn theo cái thói quen người ta dùng đèn dầu các loại, ví dụ như bóng đèn điện bật lên nó sáng đúng không? Thì đằng này ví dụ bóng đèn điện bật lên không sáng, bóng đèn dầu bật lên không sáng, người ta hay lấy tay vô người ta sửa. Còn này bóng đèn điện bật lên không sáng, người ta đưa tay vô người ta sửa được không? Người ta sửa người ta sẽ bị gì? Bị điện giật ra. Và rất nhiều những cái tai nạn khác nhau dẫn đến cái việc đó là rất nhiều người thời kỳ đầu khi mà dòng điện được phổ biến, người ta phản đối cái việc là sử dụng điện năng. Tuy nhiên bây giờ thì có ai phản đối nữa không? Thực ra cái điều mà thầy muốn trao đổi ngày hôm nay á, đó là trên cuộc đời này không có cái gì phải gọi là hoàn toàn có ích hay là hoàn toàn có hại hết. Ví dụ, một ví dụ đơn giản, các em biết cây hoa anh túc không? Đó là cây để làm ra cái gì? Thuốc phiện, ma túy, tất cả các loại đúng không? Nhưng ngược lại, cây hoa anh túc cũng là thứ, nếu mà mình nói là bây giờ mình cấm triệt để hoàn toàn không sử dụng cây hoa anh túc nữa, thì điều đó cũng rất khó khăn cho y học. Tại vì có một số loại thuốc của y học vẫn cần phải có hoa anh túc để mà bào chế.
À, nhưng mà người ta trồng ở những cái nơi nào được kiểm soát như thế nào và người ta sử dụng nó đúng mục đích như thế nào thôi. Cho nên cái điều mà ngày hôm nay mình muốn trao đổi với mọi người đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ mới ra đời, đó là mạng xã hội như thế nào để mà nó thực sự có ích, giống như mình đang sử dụng dòng điện hiện nay vậy thôi. Người ta mất cả trăm năm để tất cả mọi người làm quen với việc là an toàn sử dụng dòng điện, thì khi đó người ta cảm thấy dòng điện nó hoàn toàn có ích và những cái hại của nó thì mình hạn chế được. Thì tương tự đối với những hoạt động trên cõi ảo, đầu tiên thầy muốn kể cho mọi người nghe một vài cái nghề nghiệp mà hiện nay đang rất thịnh hành trên cõi ảo. Người ta có một thông tin thú vị như thế này: từ khi mà các mạng xã hội du nhập vào Việt Nam á, thì cái tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam giảm đi 80%. À, tỷ lệ thất nghiệp giảm đi 80%. Như vậy, tại sao tỷ lệ thất nghiệp giảm đi 80%? Có phải là nhờ mạng xã hội người ta tìm việc dễ dàng hơn hay là các công ty tuyển dụng dễ hơn hay không? Thực ra điều đó không phải, mà thực ra bởi vì có quá nhiều những nghề nghiệp mới ra đời ở trên cõi ảo. Và đôi khi có những người thất nghiệp á, người ta không làm gì, người ta lại bắt đầu người ta thực hiện những nghề đó. Vậy những nghề đó là gì? Nghề đầu tiên, thầy muốn giống như chơi đố vui ô chữ với các bạn ở đây vậy đó. Có 4 chữ, đoán thử coi là nghề gì. Nghề đầu tiên có 4 chữ, có một cái tên nghe rất là dữ dội. À, bắt đầu, chữ đầu tiên bắt đầu bằng chữ A. Tên gì? À, 4 chữ, chữ đầu tiên bắt đầu bằng chữ A. À, thôi, gợi ý luôn cho dễ luôn. Hai từ đầu tiên của 4 cái nghề mà có 4 từ này á, bắt đầu bằng chữ anh hùng. Nghề là gì? À, nghề đầu tiên này muốn đề cập tới đó là anh hùng bàn phím. À, mọi người rất hay dùng từ đó. Nhưng đôi khi mình có thực sự hiểu rõ cái từ mình đang dùng hay không thì mới có một câu chuyện nho nhỏ muốn kể. Câu chuyện này mang tên là anh hùng bàn phím và ông lão đánh cá. À, anh hùng bàn phím và ông lão đánh cá thì nó kể chuyện gì? Có một anh hùng bàn phím, bởi vì những cái khả năng đặc biệt của anh ta, cho nên anh ta được đi dự một cái hội thảo kinh doanh. Và thực ra ngoài đời thì anh ta cũng là một cái nhân viên khá là thành đạt của một tập đoàn lớn. Ngày hôm đó anh ta dự hội thảo một khách sạn 5 sao xong, anh ta đi dọc dọc theo cái bãi biển của cái khu vực biển nơi đó. Thì anh ta đột nhiên anh ta thấy là một cái bãi biển rất là vắng như vậy, tự nhiên xuất hiện đằng kia có một ông lão ngồi câu cá. Các em có bao giờ thấy ai ngồi câu cá ngoài bãi biển chưa? Người ta ngồi câu cá thì người ta ngồi câu cá ở sông, ở ao, ở hồ các loại đúng không? Hoặc là người ta ra ngoài biển xa luôn, chứ ít ai mà ngồi ngay bãi cát hay bãi biển mà sóng đánh vô vậy đó. Người ta thả cần câu, người ta câu cá. Thế là anh này bắt đầu thấy một cái hình ảnh rất là lạ. Và cái tố chất đầu tiên của anh hùng bàn phím xuất hiện đó là cái khả năng quan sát, cái khả năng nhận xét và cái khả năng đưa ra đánh giá rất là nhanh. Như vậy, anh ta làm gì? Anh ta bắt đầu bước lại. Anh ta nhìn ông lão, anh ta cười. Và câu chuyện bắt đầu. Anh ta mới nói với ông lão như thế này: ông lão ơi, con thấy ông ngồi đây, ông thả cần câu ra biển, ông câu cá như vậy á, một ngày có khi ông câu không được 2-3 con cá nữa làm sao ông lo cuộc sống gia đình ông? Sao mà ông không chịu khó ông để dành tiền á, hay là ông vay mượn gì đó, ông đầu tư ông mua một cái tấm lưới to to một chút đi, ông ra biển ông thả lưới, ông kéo vô cái là ông sẽ bắt được nhiều cá hơn mà cũng đỡ mất công sức, đỡ mất thời gian hơn nữa. Ông lão nghe anh chàng này nói xong, bắt đầu nhìn lên thấy một anh chàng cao to đẹp trai rạng rỡ, à, với một nụ cười rất là tươi và một cái lời nói như vậy cũng rất là chí lý. Chính vì vậy ông lão bắt đầu mỉm cười, cũng trả lời lại là: ồ, nghe cậu nói có vẻ thú vị quá. Như vậy tôi mua tấm lưới lớn, hàng ngày tôi lấy được nhiều cá hơn. Xong rồi, thế nào nữa cậu? Đột nhiên anh hùng bàn phím cảm thấy là lạ. Ủa, mình nói cái chuyện này rất là đơn giản mà ta, sao ổng không hiểu được ta? Có một cái gì đó nó nổi lên. Nhưng mà anh ta vẫn tươi cười. Tại vì sao? Anh ta là anh hùng bàn phím tốt bụng mà, giúp người mới giúp cho tới cùng chứ. À, thì ông có nhiều cá hơn thì bây giờ ông đi bán được nhiều tiền hơn. Ngoài cái chuyện là lo bữa ăn gia đình, ông sẽ để dành được một khoản kha khá hơn nữa.
sau một phán đoán như vậy thì ông không chỉ là một mình ông kéo lưới nữa, mà ông mua thêm vài tấm lưới, ông thuê thêm vài người nữa để mà kéo lưới phụ ông, thì ông sẽ bắt nhiều cá hơn nữa. Ông lão nghe xong lại cười tươi hơn. Ông nghe hay quá vậy, vậy thuê nhiều người hơn, tôi bắt được nhiều cá hơn nữa. Rồi sao nữa cậu? Lúc này là anh hùng bằng kính bắt đầu cảm thấy sao? Khó chịu rồi nha. Nhưng mà không sao, mình là anh hùng bằng kính tốt bụng mà, mình phải giúp tới cùng. Nhưng mà bắt đầu câu mày lại rồi. Trời ơi, thì bây giờ ông được nhiều cá hơn, ông có nhân viên rồi á, thì ông bán được nhiều tiền hơn nữa, ông để dành được nhanh hơn. Như vậy ông sẽ có tiền, có thể ông mua một cái con tàu nhỏ, sau rồi ông cùng với nhân viên của ông ra ngoài khơi, ra ngoài biển ngoài xa, đánh bắt được nhiều cái loại cá quý hiếm hơn, nhiều cái thể loại, chủng loại cá hơn, và ông đem về ông bán còn nhiều tiền hơn nữa. Ông lão đám cá nghe xong, trời ơi, công nhận thanh niên bây giờ giỏi thật. Nhưng mà bây giờ tôi có tàu, tôi đánh được nhiều cá, tôi bán được nhiều tiền hơn nữa. Rồi sao nữa cậu? Lúc này là anh hùng bạc tiếng hết chịu nổi rồi ha. Giậm tay giậm chân cứ như thế này. Trời ơi, có vậy mà ông cũng không hiểu nữa hả? Thì bây giờ ông có nhiều tiền hơn, có tàu, ông sở hữu tàu rồi, ông cho người ta ra biển đánh cá rồi, ông khỏi đi nữa. Ông giàu có rồi thì ông cứ ngồi, ông chơi, ông ngắm trời, ngắm mây, ngắm nước thoải mái. Ông đâu có cần phải làm tiền nữa đâu. Các bạn đoán coi, ông lão đánh cá trả lời như thế nào? À rồi sao nữa hả? Không, các em đang bắt đầu lỗ mọc tư duy rồi. Ông lão đánh cá chậm chậm ngồi xuống cái ghế của mình, thả cái cần câu ra lại, xong rồi nói rất nhẹ nhàng: thế cậu thấy tôi đang làm gì đấy? À, các em tưởng tượng là hình ảnh đi, ông lão đang ngồi trên một cái ghế bố rất là thoải mái và biển thả cái cần câu ra ngoài biển như vậy. Thực ra có phải ông đang câu cá không? Ông đang ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm nước, ông chơi giống như là anh thanh niên này nói nãy giờ. À, biết đâu ông là một tỷ phú đang ẩn cư ở khu vực này thì sao, chứ đâu phải là một ông lão đánh cá nghèo. Nhưng mà bởi vì như thế nào, tố chất đầu tiên của anh hùng bàn tím, thầy nói cho các bạn hiểu, đó là đôi khi á, bản thân mình mắc vào căn bệnh này ở chỗ, mình chỉ cần nhìn thấy một cái đặc điểm, ví dụ một tấm hình, ví dụ một cái status, ví dụ một cái biểu hiện gì rất nhỏ, một vài cái comment của một người bạn nào đó mà mình biết trên mạng xã hội, hoặc đôi khi mình biết người bạn đó ngoài đời đi nữa nhưng mà mình không thân, mình nhìn thấy một vài biểu hiện đó, ngay lập tức trong đầu mình sẽ đưa ra một cái định kiến, một cái nhận xét, thậm chí là một cái đánh giá về cả con người của họ ngay. Nhưng mà câu đầu tiên thầy muốn cho mọi người suy ngẫm lại một chút coi, cái con người mà thể hiện ở những cái trang mạng xã hội mình đang sử dụng đó có đồng nhất với cái con người thật của người bạn mình không? À, và cho dù là đồng nhất đi nữa thì liệu mình nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 cái câu status, cái tấm hình, liệu có phải tất cả cuộc sống của người bạn đó hay không? Có một câu chuyện thực tế của bản thân thầy, tại vì trung tâm của thầy là trung tâm đào tạo tại An Rẽ cho Thái Bình Dương, là nơi đầu tiên làm học kỳ quân đội tại Việt Nam, và tới bây giờ đã làm các chương trình huấn luyện cho trẻ em, cho thanh thiếu niên Việt Nam đó, được 7 năm rồi. Thì cũng có một cái giai đoạn khi mà các thầy đưa ra một cái chương trình tên là Học làm người nông dân, thì có rất nhiều phóng viên cũng quan tâm. Và khi các thầy cho các em học viên á, xuống với Long An làm nông dân thực thụ, tức là các bạn xuống ruộng trồng lúa, xong rồi là gieo mạ, xong rồi là làm rất nhiều công tác như người nông dân, thì cũng có những anh phóng viên tới phỏng vấn xong rồi chụp hình. Nhưng mà ngày hôm đó cái anh đó anh vội như thế nào á, anh mới nói là thôi bây giờ em xuống đây cũng thời gian rất là ngắn, em phỏng vấn các em xong rồi thầy cho em chụp một tấm hình của các em đang lao động ngoài ruộng á, xong rồi em về em sẽ viết bài em đăng lên. Thế là mình cũng rất là vô tư, ừ ok bạn cứ chụp hình không có vấn đề gì hết. Thì anh đó mới chụp hình. Lúc đó nha, lúc đó là lúc mà các bạn học viên học là người nông dân của thầy á, là vừa mới rửa tay rửa chân sau một cái đợt mà lao động dưới bùn á, rửa tay rửa chân thì trên tay rất là sạch, chuẩn bị ăn trưa. Thì bạn nó chụp vào cái thời điểm đó, sau đó về bạn nó phóng viên về viết khoảng một tuần sau, thầy lên thầy đọc một cái bài báo, đọc vô là không biết là đang viết về cái gì luôn. Tại vì sao? Đơn giản là bạn nó lấy một cái tấm hình như thế này, tấm hình mà đăng những người bạn học là người nông dân mà vừa mới từ ruộng lên rửa tay rửa chân xong á, tay chân rất là sạch. Sau đó nguyên một cái bài phân tích của bạn đó nói về cái chuyện đó là học làm người nông dân làm gì trong khi mà tay chân không có lấm lem gì hết, thậm chí là không có dính chút bùn, cái này chắc chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà bạn đó đâu có biết là trước đó chỉ 5 phút thôi,
thì các em nó đang lội với ruộng á. Rồi sau khi mà rửa tay rửa chân ăn cơm khoảng nửa tiếng thôi là các em sẽ tiếp tục lội ruộng. Nhưng mà nguyên một cái thời gian rất là dài, mấy cái đồng hồ lội ruộng đó, bạn nó chỉ chộp được một cái khoảnh khắc khoảng 1 phút các bạn của mình rửa tay sạch sẽ thôi. Và kết luận ngay lập tức là học là người nông dân thì không có giá trị gì. Đó cho nên thầy muốn nói rằng tố chất đầu tiên mà anh hùng bàn phím sở hữu và mỗi người trong chúng ta, hãy tự xét lại coi có khi nào bản thân mình đang đánh giá, đang định kiến quá nhanh về người khác chỉ bằng một vài cái yếu tố đầu tiên hay không. Giống như là câu chuyện vừa rồi thầy kể đó, thấy ông lão ngồi đánh cá, nó bắt đầu suy nghĩ là ông nghèo này nọ nọ kia, xong rồi nghĩ ra đủ thứ chuyện hết trơn. Nghề thứ hai cũng rất là nổi tiếng đi kèm với anh hùng bàn phím, cũng là bốn chữ luôn. Mà tên bốn chữ này nghe rất là học thức, nghe cũng rất là bảo vệ môi trường. Và có liên quan tới câu chuyện thứ hai, câu chuyện thực tế mà thầy vừa kể. Đố các bạn biết bốn chữ này là gì? Bắt đầu bằng hai chữ, giống như kia là hai chữ anh hùng thì đây bắt đầu bằng hai chữ phóng viên. Như vậy hai chữ còn lại là gì? Có một bạn này trả lời rất đúng ha. Nghề thứ hai cũng rất phổ biến trên mạng xã hội hiện nay, trên cõi ảo hiện nay, đó là phóng viên lá cải. Phóng viên lá cải là gì? Nếu như anh hùng bàn phím á, là người ta chỉ có khả năng quan sát, khả năng đánh giá, khả năng nhận định, thì phóng viên lá cải được trời phú cho một cái năng lực ghê gớm hơn, đó là một năng lực viết rất kinh khủng. Một năng lực viết mà người ta gọi là cái ngòi bút mà có thể đâm chết cả 1 triệu quân lính luôn đó. Là sao? Những bạn đó giả sử như có hiềm khích, có xích mích, có một cái gì đó ghét một người bạn nào đó chẳng hạn, thế là ngay lập tức trở về xuất hiện liền trên trang cá nhân của mình một bài viết rất dài, phân tích rất ghê gớm, đưa ra những bằng chứng này nọ nọ kia, tất cả nhằm mục đích là gì phải không? Là hạ thấp cái người bạn của mình xuống. Hạ thấp cái người bạn của mình xuống. Như vậy điều đó có tác dụng gì? Ví dụ bên cạnh thầy đang là một người bạn của thầy. Bây giờ nếu như thầy đè người ta xuống á, ở đây từ lớp mình đã từng học vật lý, mình học về cái chuyển động tương đối rồi đúng không? Tức là mình cảm giác khi mình đè người ta xuống thì mình sẽ cao lên đúng không ạ? Thực ra mình đang tưởng tượng như vậy, nhưng khi mà mọi người nhìn vô thì các em chú ý nè, khi thầy có một người bạn, thầy đè người ta xuống như thế này, thực ra thầy đang cao lên hay thầy đang thấp xuống? Thầy càng cố đè người ta xuống bao nhiêu á thì thực ra thầy đang thấp xuống bấy nhiêu. Và ngược lại, khi có cơ hội người bạn của thầy vùng lên thì sao? Thì người ta có dịp người ta sẽ đè thầy xuống lại. Và như vậy cả hai người cứ đè nhau thì trên thế giới người ta có một cái thuật ngữ gọi là race to the bottom, tức là cuộc đua mà chạy về đáy. Cuộc đua chạy về đáy là gì? Có một ông lão bán cua bán ốc á, thì có 3 cái xô đựng những con cua để ngay chợ như vậy đó. Thì trong 3 cái xô đó có 2 cái xô là ổng phải đẩy kính nắp, tại vì nếu không đẩy kính thì sao phải không? Những con cua nó bò ra, nó chạy trốn mất. Nhưng mà có một cái cua ổng cứ để mở cái nắp như vậy đó, trong đó cũng có rất nhiều cua mà không có con nào bò ra hết. Các em biết tại sao không? Tại vì ổng mới nói á, trong ba cái xô này thì 2 cái xô này là những con cua rất là thông minh. Nếu như mà có một con bò lên á, những con còn lại nó sẽ làm đế, con này nó sẽ lên rất là nhanh và nó bò qua được, xong rồi nó tiếp tục, nó có thể nó hỗ trợ những con khác đi ra. Còn cái bên cái xô này á, những con cua này không biết vì sao nha, cứ có một con bắt đầu bò lên á là những con khác sẽ bắt đầu là níu cái chân của nó, níu mà một con làm sao kéo được nguyên cả bầy được, cho nên nó càng bò nó càng bị níu, nó càng kéo rớt xuống, xong cuối cùng mệt quá không con nào thèm bò lên luôn. Race to the bottom, tất cả mọi người mà cố gắng đè nhau xuống như vậy chỉ trích nhau nè, phê bình mạt sát nhau nè, tìm tất cả mọi chứng cớ, mọi lý lẽ để làm cho người bạn của mình hạ thấp xuống, để chứng tỏ thấy người bạn của mình là một người không ra gì này nọ kia, thì tất cả những điều đó làm cho bản thân mình cũng đang đi xuống. Nghề thứ hai, nhớ nha, phóng viên lá cải. Như vậy có ai ở đây
đang mắc phải, đang tham gia vào cái nghề nghiệp này hay không, mình sẽ xem lại. Nghề thứ ba cũng rất thân cận với hai nghề kia. Và lúc nãy đã có bạn ở trên này nói với thầy rồi, nhưng mà thầy chưa đề cập tới nghề đó. Nghề thứ ba, nghe cái tên á thì mình sẽ thấy đây là một cái chức nghiệp rất là cổ xưa. Thầy tạm gọi nghề thứ ba là FB Ninja. FB là Facebook và Ninja. Như vậy khi mà nghe tới Ninja thì các bạn tưởng tượng tới điều đầu tiên, khả năng tốt nhất của Ninja là gì chứ không? Không phải là ám sát, khả năng tốt nhất của Ninja là ẩn dấu. Như vậy những người FB Ninja là những người gì? Dùng những Facebook khác, dùng những cái nick khác, dùng những con người khác của mình á, bay vô tấn công một ai đó. Mình ghét các bạn đó, mình tạo một 5 cái tài khoản, mình bay vô mình cãi lộn ổng tỏi trên cái trang của người bạn mình chẳng hạn. Mình tạo ra rất nhiều cái tin tức thiệt, hoặc thậm chí là mình kết hợp ba nghề nghiệp luôn. Mình kết hợp với anh hùng vàng tím với lại phóng viên lá cải với lại FB Ninja để mình hạ người ta xuất tận đấy. Thì đôi khi cái chuyện đó làm cho mình cảm thấy sao? Rất vui, rất thoải mái và sảng khoái đúng không ạ? Nhưng mà những cái hậu quả lâu dài của nó thì đôi khi nó rất ghê gớm. Hậu quả lâu dài là gì? Hậu quả lâu dài thứ nhất đó là có một cái nghĩa trang gọi là nghĩa trang thực ở trên cõi ảo. Ví dụ năm 2013 có một cô gái ngoài miền Bắc tên là Trầm Linh. Các bạn có thể về chúng ta tra cứu Google thử. Chỉ có một cái chuyện đơn giản thôi, đó là tốt nghiệp lớp 12 thì bạn bè chụp hình chơi với nhau, thì có một cậu bạn tinh nghịch đó mới lấy hình ảnh của cô bé này ghép vô một số cái tấm hình mà mang tính mát mẻ một chút, sau đó đăng lên cái trang truyền thống của lớp. Và rồi thì tất cả mọi người bay vô là chọc phá, là giỡn chơi, là đôi khi có những câu đùa nó hơi quá đáng với cô bạn này. Đôi khi bản thân mình á cứ nghĩ là những câu đùa đó là nhẹ nhàng vui hơn có gì đâu, hay là những cái trò đùa đó nó thoải mái thôi, nhất là cái trò lưu chế ảnh hiện nay. Tuy nhiên mọi người không để ý rằng cô bé này vốn rất là dễ tổn thương, và chính vì vậy á, sau 3 ngày mặc dù là với sự góp ý của gia đình và thầy cô chủ nhiệm thì những người bạn này đã gỡ tấm ảnh xuống, nhưng mà vẫn có những người bạn thấy đó là trò vui tiếp tục chọc phá. Cuối cùng cô bé này chịu không được, đã uống một chai thuốc diệt cỏ và tất nhiên là đưa đi cấp cứu, nhưng mà cuối cùng không cứu được em. Chuyện thứ hai, đôi khi không phải vì bản thân mình, nhưng mà những cái lời của mình á buông qua buông lại như vậy, ở trên mạng xã hội nó có một cái yếu tố, đó là khả năng tương tác rất là nhanh, khả năng phản ứng rất là nhanh. Và đôi khi cái phản ứng nhanh như vậy á, nó làm cho các cái mối mâu thuẫn đáng lẽ nó không quá nghiêm trọng, nhưng cuối cùng nó lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Điều đó là gì? Hai chàng thanh niên ở Nghệ An, 17, 18 tuổi thôi, có một cái mâu thuẫn nho nhỏ trên mạng. Mâu thuẫn bắt đầu rất bé, nhưng mà cứ nói qua nói lại thì sao? Thì càng ngày nó càng phình to ra, càng ngày nó càng trở nên ghê gớm hơn. Cuối cùng á, hai người thấy giải quyết trên mạng không được rồi, hẹn nhau ra quán rượu ốc giải quyết. Tuy nhiên ra quán rượu ốc giải quyết với một cái giải pháp, đó là một người thì mang theo dao bầu, một người mang theo dao Thái Lan. Xong rồi cuối cùng sao? Anh chàng mang dao Thái Lan á thì đâm chết anh chàng mang dao bầu. Anh chàng mang dao bầu thì người đi về đất, một đi về trời. Còn anh chàng mang dao Thái Lan thì vô cùng tù tội. Rồi đôi khi á, có những cái điều giá trị trên mạng xã hội mình coi nó quá quan trọng, tới mức mà mình đồng hóa nó với bản thân mình luôn. Người ta làm gì với mình trên mạng xã hội á, mình cũng nghĩ là người ta ác ý, người ta này nọ với mình. Điển hình như là một cô bé ở bên Mỹ. Cô bé này rất là thích hai vợ chồng nhà hàng xóm, cho nên cô bé mới lên mạng Facebook á. Hàng xóm nhau hay bị chế nhau bình thường đi, tại sao lại phải lên mạng Facebook, phải add friend với hai vợ chồng này. Hai vợ chồng người ta thì cũng đi làm, cũng bận biểu, đôi khi không lên Facebook nhiều. Chính vì vậy là không có kịp trả lời cái friend request của cô bé khoảng 3-4 ngày gì đó. Nhưng mà cô bé này sống ảo quá, tên cõi ảo nhiều quá, cho nên cảm thấy là mình không được người ta chấp xét lại đó. Mà trong khi là hàng xóm quen nhau như vậy, người ta đang coi thường mình, người ta đang làm mình tổn thương. Cô bé tức giận, cô bé la lối, cô bé nói gì đó với bố cô bé. Thế là cô bé quyết định giải quyết chuyện này.
Em đoán là giải cứu bằng cách nào? Bố của bé mở học tủ, lấy khẩu tiểu liên ra, qua nhà kia nã xuống chết hai vợ chồng. Sự kiện xảy ra năm 2013. Đôi khi bản thân mình á, bởi vì những cái gì đang tồn tại trên cõi ảo mà mình kéo nó vào đời sống thực, mình để cho nó trở thành những cái hậu quả không thể lường trước được. Cho nên ngày hôm nay thời gian không có nhiều, thầy cung cấp cho các em 3 viên thuốc 3 màu, tạm gọi là viên thuốc đèn giao thông. Tại vì đơn giản như thế này nè, đôi khi á, mình thấy bản thân mình mắc phải những căn bệnh hay là mắc phải những cái nghề nghiệp mà thầy vừa nói á, thì mình đang xuống một cái loại độc, người ta gọi là độc FB. À, tất nhiên thầy nói rồi đó, khi mà biết sử dụng đúng thì những mạng xã hội Facebook nó sẽ rất tốt và nó có nhiều cái điều tuyệt vời cho mình. Nhưng nếu mình sử dụng không đúng á, thì nó để lại nhiều hậu quả. Chính vì vậy, viên thuốc 3 màu này, tạm gọi là viên thuốc đèn giao thông nha. Nó có 3 màu, đèn giao thông là màu gì? Màu xanh, màu đỏ và màu vàng, đúng không? Chuyện đầu tiên, màu xanh lá cây, đó là những điều tốt mà nên được khuyến khích. Bây giờ, một ngày á, các em có bao giờ đo đếm cho mình lên mạng xã hội mất bao lâu không? 5 phút thật không? Phải tính cả thời gian nha. Mình mở máy tính mình lên bằng smartphone, mình ngồi mình suy nghĩ có ngày hôm nay trời đẹp như thế này mình đã post gì trên Facebook. Xong rồi là mình post xong một cái rồi mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình chờ mong coi có bao nhiêu người like, bao nhiêu người comment, có bao nhiêu người trả lời như thế này, mình nên trả lời như thế nào. Nói chung, thực ra theo thống kê của Trung ương đoàn vừa rồi á, thì một ngày trung bình thanh niên Việt Nam mất 2 giờ 58 phút ở trên mạng xã hội. 2 giờ 58 phút. Mà cứ thử đi, nếu nhân lên trong một năm thì nó nhiều bao nhiêu? 2 giờ 58 phút tức là hơn 1/10 của một ngày rồi đó. Chưa kể là một ngày mình đã có thời gian mình ngủ, mình ăn, trừ đi, mình còn khoảng 17-18 tiếng thì 2 giờ là nó một con số rất lớn. 2 giờ 58 phút là gần 3 tiếng rồi. À, 3 tiếng này là bao gồm cả thời gian đầu óc mình bị chi phối bởi những gì mình thực hiện cho nó nữa. Như vậy, lời khuyên đầu tiên của thầy đó là nếu như bây giờ mình đang cảm thấy rằng cái khoảng thời gian dành cho cõi ảo á, nó chiếm quá 2 giờ trong một ngày của mình, thì các em nên cố gắng các em hạ xuống, làm sao đó nó nằm khoảng từ 1 giờ hoặc là 45 phút đổ lại thôi. Nhưng mà mình nên vào cái thời điểm nào cho nó hiệu quả nhất? Có 2 thời điểm thầy dành lời khuyên cho mọi người. Thời điểm thứ nhất đó là các em hãy vào cái khoảng thời gian mà buổi tối á, mình rảnh, mình vừa ăn tối xong, nó có một khoảng thời gian tiêu hóa. Thì trong khoảng thời gian tiêu hóa đó mình có khoảng nửa tiếng mình có thể dành cho cái vấn đề là cõi ảo, cập nhật thông tin tất cả các loại. Mà tại sao vào khoảng thời gian đó? Tại vì tới 80% những cập nhật mà có giá trị ở trên mạng xã hội đó, nó xuất hiện vào khoảng cuối giờ chiều. Cho nên mình vào khoảng thời gian đó là mình cập nhật được hết tất cả mọi thứ trong ngày rồi. Chuyện thứ hai đó là khoảng thời gian mà mình sử dụng để mình làm một cái phần thưởng nhất định cho bản thân mình. Người ta có một cái thí nghiệm như thế này. Người ta gọi 20 em bé vô trong phòng, 20 em bé khoảng 4-5 tuổi thôi. Người ta nói là đặt trước mặt mỗi em bé 2 viên kẹo rất là ngon. Nếu như mà bây giờ con ăn 2 viên kẹo này thì thôi con ăn được 2 viên kẹo. Nếu như con chịu khó ngồi đây, con chờ 30 phút nữa thì con sẽ được thêm 2 viên kẹo nữa, là con có 4 viên kẹo. Theo các em thì những bé đó sẽ ăn liền hay là chờ nửa tiếng để có 4 viên? 80% các em bé đó sẽ làm cái việc đó là ăn kẹo liền. Và chỉ có 20% giữ được cái khả năng đó là chờ cho tới nửa tiếng sau uống viên kẹo. Thực ra bản năng con người mình á hay chọn những cái việc dễ dàng, chứ mình ít khi nào mình chọn việc khó khăn. Nhưng mà đôi khi cái việc khó khăn nó đem lại thành quả rất lớn cho mình. Và mình cần rèn luyện cái sự lựa chọn việc khó khăn đó như thế nào. Đơn giản nhất, hãy lựa chọn bằng sự kiên nhẫn và chờ đợi. Ở đây mình muốn nói như thế này, các em hãy biến cái thời gian sử dụng Facebook á, khoảng 10 phút một lần, trở thành cái phần thưởng. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi học, mình đặt mục tiêu là bây giờ tôi sẽ học bài toán này trong vòng 60 phút. Như vậy nếu như tôi hoàn thành trong 60 phút, tôi sẽ có 10 phút lên Facebook. Nếu như tôi không hoàn thành trong 60 phút mà tôi vượt quá giờ đó, tôi sẽ không được lên nữa. Nhưng mà nếu như tôi hoàn thành sớm hơn thì sao? Thì khoảng thời gian mà tôi dư ra đó được cộng với khoảng 10 phút kia. Cho nếu mà tôi làm trong 50 phút thì tôi sẽ có 20 phút tôi lên mạng xã hội chẳng hạn. Đó là một cái phần thưởng từ khuyến khích cho mình để cho bản thân mình có động lực hơn khi học tập. À, đó là phát huy những cái lợi thế của mạng xã hội. Cái chuyện thứ hai phát huy lợi thế là gì? Đó là thông tin liên lạc, giao tiếp rất là nhanh. Ví dụ bây giờ mọi người, những bạn lớp 9 chẳng hạn, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp, chúng ta chia tay nhau,
Thì có một cái phương tiện mạng xã hội như vậy, cho dù mình xa tới đâu đi nữa, mình vẫn liên kết lại được với lớp của mình, điều đó rất là tốt. Viên thuốc thứ hai là viên thuốc màu đỏ. Viên thuốc màu đỏ nói rằng có những thứ mình phải ngăn chặn và dừng lại ngay. Thì các em nên nhớ nè, ba cái nghề nghiệp mà thầy vừa nói lúc nãy, những cái căn bệnh mà thầy vừa nói, đó là những điều mà mình phải dừng lại ngay. Có khi nào bản thân mình đang quá chú ý tới những gì diễn ra trên mạng xã hội, đang quá chú ý tới những gì người bạn mình thể hiện trên đó, bài điện này nọ đó kia, mà mình cảm thấy ganh tị, mình cảm thấy ghét, mình cảm thấy thành kiến, mình cảm thấy đủ mọi thứ, mình cảm thấy nhận xét về người đó rất là tiêu cực, tệ hại chẳng hạn, hay là mình nhận xét về người đó đôi khi rất là ghê gớm, rất dữ dội chỉ bằng những gì mình nhìn thấy, thì điều đó mình nên tránh. Tại vì có một thống kê vui như sau: 80% những người sử dụng mạng xã hội cảm thấy rằng bạn bè của mình hạnh phúc hay bất hạnh hơn mình, các em biết không? Bạn bè của mình hạnh phúc hơn mình. Tại vì đơn giản là gì? Những mạng xã hội đó mình đăng lên là nó tự đăng, hay là mình lựa chọn mình mới đăng? Mình phải lựa chọn những gì tốt cho mình mới đăng, đúng không? Và bạn mình cũng vậy. Mình thấy bạn mình ngày hôm nay đi chơi Singapore, nhưng mà mình đâu biết là 6 tiếng đi chơi Singapore đó, một tháng sau đang bị gói không? Đâu có đăng chuyện đó lên mạng, đúng không? Mình thấy bạn mình ngày hôm nay có con điểm 10 này, nhưng mà mình không biết là những cái con điểm khác của nó rất là thấp đó, chỉ đang được vài điểm 10 này lên đâu, chẳng hạn như thế. Thì bản thân mình cũng vậy thôi, tức là tự nhiên mình cảm thấy những người khác đều hạnh phúc, đều ghê gớm hơn mình rất là nhiều, và mình cảm thấy đi qua về cuộc sống, thì điều đó cần phải vượt qua. À, và ngược lại, cái thứ hai là gì? Đôi khi có những người bạn, người ta tốt đồng, người ta nóng nảy, người ta nói một cái gì đó trên mạng thôi, và mình đánh giá ngay người đó là con người không tốt, tất cả mọi thứ, nhưng đôi khi đó chỉ là cái phút sốc nổi của bạn mình thôi, và bản thân mình đôi khi cũng như vậy. Thì mình cần phải có những cái thấu hiểu và dừng lại cái việc là đánh giá tất cả mọi thứ bằng những gì mình nhìn thấy trên những dòng status hoặc những cái hình ảnh rất là tỉnh. Viên thuốc thứ ba là màu gì? Hồi nãy màu xanh, màu đỏ rồi, viên thuốc thứ ba là màu gì? Màu vàng. Màu vàng lưu ý cho những cẩn thận và những điều mà các em cần chú ý một chút và mình chậm lại một chút. Chuyện thứ nhất là vấn đề cập tới một văn hóa, đó là văn hóa một dòng. Ví dụ đơn giản thôi, chuyện này bây giờ thấy rất nhiều nè. Ngày hôm nay Facebook báo là sinh nhật bạn mình, mình lên mình chúc bạn, ngắn nhất là chúc cái gì phải không? Chúc mừng sinh nhật hay sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà có bạn còn viết ngắn hơn nữa, ví dụ như là CMSN, SMVV chẳng hạn như vậy. Tức là đôi khi á, một cái lời chúc đơn giản như vậy thôi mà mình cũng còn viết tắt nữa. Văn hóa một dòng là mình cố gắng mình làm mọi thứ nhanh, vội hết mức có thể, ngắn gọn hết mức có thể, để mình tiết kiệm thời gian, mình chạy qua những điều khác. Nhưng đôi khi cái văn hóa một dòng nó làm cho mình nghĩ ngắn, làm cho mình làm ngắn, và làm cho bản thân mình trở nên không thông minh nữa. À, giảm đi văn hóa một dòng, viết cái gì, suy nghĩ cho kỹ, viết cho nó đầy đủ, đàng hoàng, giống như khi mình nói chuyện, mình giao tiếp bình thường. Rồi, chuyện thứ hai, cái đèn vàng thứ hai, viên thuốc vàng thứ hai, lưu ý đó là hãy biết phân quyền cho những gì mình chia sẻ. Tại vì đôi khi á, các em để ý là trên Facebook nó có một cái tính năng đó là privacy, là cho những ai xem không? Đôi khi cái gì mình cũng bất click lên, mình cũng bất click lên, điều đó không hẳn là tốt. Những cái mà mình rất cá nhân, những cái đôi khi liên quan đến an toàn của bản thân mình nữa, ví dụ như địa chỉ nhà, ví dụ như là số điện thoại, tất cả mọi thứ chẳng hạn, thì mình phải hiểu là mình nên chia sẻ cho những đối tượng nào và mình không nên chia sẻ cho những đối tượng nào. Tại vì ở bên Pháp cũng đã từng có một cậu bé ha, bởi vì làm quen qua mạng xã hội thôi mà chat với một cái cô gái ở nước nào đó không biết. Sau một cái buổi chat xong bị cô gái dụ dỗ thế nào đó, cô gái đó nói là bây giờ tôi đang sở hữu những tấm hình rất nhạy cảm của cậu, và tôi đã có cái list friend trên Facebook của cậu rồi, nếu cậu không trả tôi 2,000 euro tôi gửi hết cho những cái người mà friend trong Facebook của cậu á. Vậy là cậu bé này không có tiền, theo cổ tự tử chết. À, hay là một trường hợp thứ hai ở Việt Nam mình, đó là một chàng sinh viên, bởi vì là ở nhà trọ một mình á thì rất là tốn tiền, cho nên là với lên mạng đăng lên địa chỉ nhà trọ là tôi muốn tìm người ở nhà chung như vậy đó. Có một người không biết, người ta không ép vô xin ở chung, tối đó cho tới ở liền, sáng hôm sau cắt cổ chàng thanh niên này lấy tài sản bỏ trốn. Cho nên có rất nhiều cái mà mình chưa lường trước được khi mà mình chia sẻ với cái thông tin của mình. Thì đây muốn nhắc cho mọi người là đèn vàng, hãy suy nghĩ thật kỹ và nghĩ coi những cái này nên chia sẻ cho ai trước khi mà mình tấm nút là mình xem nó lên. À, thì đó là những cái rất là cơ bản và thầy muốn trao đổi với các em về vấn đề là chúng ta sử dụng mạng xã hội như thế nào, chúng ta ứng xử trong cõi ảo như thế nào.